Chàng trai này là thiên thần ước nguyện, hàng ngày anh ta sẽ theo dõi ước nguyện của con người qua màn hình rồi dựa vào điểm công đức để thực hiện ước nguyện của họ. Hôm nay, tổng lãnh thiên thần đến tham quan khu vực của bọn họ, còn đề nghị cho Miken Lasalazon Azitsa Az trở thành tổng lãnh thiên thần đời kế tiếp. Nhưng chưa kịp nhận chức, anh đã nghe được lời của một cô gái cầu nguyện, vì không đủ điểm công đức, anh cũng không thể giúp cô. Cô gái đó là Lindaza, cô từng bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên phải tự làm thêm đủ mọi việc để kiếm tiền đóng học phí và tiền trọ. Kỳ này, nếu không đóng đủ tiền học, cô sẽ bị đuổi. Bà chủ trọ cũng đe dọa nếu không đóng đủ tiền sẽ đuổi cô ra ngoài. Lindaza chỉ còn cách vay nợ lúc túng thiếu, lại bị bọn cho vay chặn đường đe dọa, về nhà thì đã thấy mẹ mình quay lại, còn lục tung phòng cô rồi cầm tiền biến mất. Miken thấy tội nghiệp hoàn cảnh của cô gái, bèn dùng sức mạnh của mình ban phát cho cô ánh sáng và hy vọng để cô có thể kiên cường sống tiếp giữa thế gian khắc nghiệt. Lindaza lúc này đang đứng trên sân thượng, cô định chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ nhưng một tiếng rầm khiến cô chú ý. Vừa vào phòng đã thấy một người đàn ông ngồi co gối, lại còn không mặc gì khiến cô sợ hãi muốn hét lên. Miken vừa khi nãy còn là thiên thần cao cao tại thượng mà bây giờ lại không mảnh vải che thân khoe hàng trước mặt cô gái trẻ này chứ. Lindaza vội nhắc anh mặc quần áo vào. Tiếng động lớn khiến cô bạn trọ bên cạnh chạy sang kiểm tra, cũng may Lin ngăn cô ấy bước vào phòng kịp thời. Ở đây, không được phép đưa bạn trai về sống chung nếu không sẽ bị đuổi giống cô gái xấu số hôm trước. Miken ngờ ngờ nghịch nghịch không hiểu biết gì, thấy bụng đói cũng bất ngờ, đi vệ sinh cũng phải để Lin ở bên ngoài hướng dẫn. Vì Miken không có nhà, cô đành để anh ở tạm đây, khi ra ngoài sẽ che mặt và lén lút trốn chủ trọ. Để trả ơn, Miken đưa cô chiếc nhẫn vàng của thiên thần để cầm cố. Nhờ có nó, những món nợ của Lin tạm thời được giải quyết. Ngày đầu tiên ở hạ giới, Miken cùng Lin đi làm, ban ngày cô sẽ phát tờ rơi ở công viên cùng lúc, một người bạn đã giúp đỡ cô rất nhiều, chiều đến thì làm phục vụ ở nhà hàng. Nhưng sau khi kết thúc công việc, Lin quên bén mất sự tồn tại của Miken, đến lúc tới công viên tìm anh, chỉ thấy anh co ro ôm gối giữa trời mưa tầm tã. Cô đưa anh về nhà, cho ăn mì và còn để anh thay quần áo. Đột nhiên, bà chủ trọ lại lên kiểm tra, phát hiện Lin có đưa bạn về liền tìm kiếm khắp nơi, đập cửa nhà tắm. Miken trong phòng tắm nhanh trí lấy bộ đồng phục của Lin mặc vào, đội tóc giả ra ngoài gặp bà chủ. Bà chủ cũng bán tín bán nghi nhưng điệu bộ ô dề của Miken khiến bà đành chấp nhận chỉ lấy 200 bạt cho đêm nay rồi đi về. Miken cũng không thể lấy cái tên dài ngoằng ở trên thiên đàng được nếu không muốn bị mọi người coi là thần kinh, vì thế cô gọi anh là Son Trai. Lin dẫn anh đến gặp lúc, nhờ anh ta giúp làm hai cái chứng minh thư giả cho Miken, một là cho thân phận Son Trai, một là của Son Jin. Son Trai nhìn lúc thì chẳng có vẻ gì an tâm, còn dặn nữ chính nên cẩn thận với anh ta. Lúc cũng rất quan tâm đến cô, còn dặn cô nhớ cẩn thận chăm sóc bản thân. Hôm nay, Pan Pan vẫn đến quán thịt xiên của anh Thong như thường lệ, cô còn kể mình mới đi xem bói về tri kỷ của mình. Đúng lúc này, Lin và Son Trai bước tới. Tình cờ như thế nào mà Son Trai lại giống với những miêu tả của thầy bói về tri kỷ của Pan Pan khiến cô gái sao xuyến tiến lại làm quen. Anh cũng không biết gì mà ngược lại cũng liếc mắt đưa tình với cô ấy trước mặt nữ chính. Lần này, để cho chắc ăn, Lin đưa nam chính đến khu trung tâm thương mại nơi cô ấy làm việc, để anh ấy phát tờ rơi ở tầng 1 còn cô sẽ tới làm việc trong nhà hàng gần đó. Không ngờ, lần này chỉ phát tờ rơi ở trung tâm thương mại thôi cũng khiến Son Trai nổi tiếng nhờ một bức ảnh trên mạng xã hội. Nam Nưng, đồng nghiệp của Lin cũng nhìn thấy bức ảnh, vội chạy tới chỗ Son Trai, Lin thấy thế thì cũng chạy theo. Nam Nưng giờ đã tìm được công việc dẫn xô với mức lương cao hơn nghề phục vụ 3 cọc 3 đồng này. Chị Nam Nưng vội đưa danh thiếp ra, nữ chính vội tiến tới giật lấy, giới thiệu mình là quản lý của Son Trai, nếu chị ta muốn mời anh ấy làm người mẫu thì nhất định phải qua cô. Một bà chủ cửa hàng muốn thuê anh làm người mẫu, không ngờ chỉ vừa mới đứng ngoài cửa một cái thôi đã thu hút bao nhiêu chị em mê cái đẹp. Chủ cửa hàng lẫn chị Nam Nưng nhìn thấy cảnh này thì cười đến không ngậm được mồm, sau khi kết thúc công việc còn hào phóng thưởng thêm. Son Trai xong việc thì đợi bên ngoài nơi Lin làm việc, đưa cho cô số tiền công rồi cùng cô trở về nhà. Pan Pan từ sau khi gặp Son Trai thì ngày nhớ đêm mong, Pan còn đến tận phòng Lin tìm cô hỏi thêm thì chỉ gặp một cô gái giống hệt Son Trai. Anh đành phải lấp liếm, giới thiệu mình là Son Jin, em gái Son Trai. Pan Pan không nghi ngờ mà còn đưa cô gói xôi xoài, rồi đòi Son Jin kể về anh trai cho cô nghe. Tất nhiên, được dịp kể về mình thì nam chính phải bốc phét hết mức rồi, bao nhiêu mỹ từ có thể nghĩ ra đều được anh dùng hết. Pan Pan càng nghe càng thấy hai người họ đúng là một cặp trời ban, còn đề nghị hai người chụp ảnh chung. Lin về đến nhà thì thấy hai người đang thân thiết chụm đầu chụp ảnh thì tức giận kéo Son Trai vào phòng. Nhưng anh lại không hiểu tâm trạng muốn bảo vệ của cô, còn nói những lời khiến cô tổn thương. Pan Pan sau khi về nhà nghĩ lại điều gì đó, cô liền nghi ngờ thân phận của Son Jin. Vì thế, ngày hôm sau, cô bám theo hai người đi khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra Son Trai bước vào nhà vệ sinh thay đồ, khi quay lại đã thấy anh là Son Jin. Cô ta lúc này càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Pan Pan lập tức chạy tới nhà Lin, lúc này, Son Trai bên trong nghe lại tưởng Lin trở về liền ra mở cửa. Chỉ thấy Pan đắc ý nhìn anh. Giờ thì cô ta có thể chắc chắn Son Trai và Son Jin là một. Cô ta còn đưa ra đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Lin và Son Trai. Anh lo lắng không biết phải làm gì. Thiên thần ngã cây lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Pan Pan liền mạnh dạn nói luôn,
cô muốn anh trở thành bạn trai mình nhưng tất nhiên Son Chai không muốn. Bởi vì thiên thần nếu có tình yêu, sẽ bị tước hết sức mạnh và không thể quay trở lại thiên đàng. Hơn nữa, cô ta còn dọa nếu anh không đồng ý, sẽ đem bằng chứng này đưa cho chủ trọ để Lin bị đuổi ra khỏi đây. Hết cách, anh đành đồng ý lời đề nghị của cô ta. Ngày hôm sau, nữ chính tới trường thì nghe thấy một cô bạn kể chuyện Pan có người yêu, vừa nhìn ra ngoài đã thấy người yêu cô chính là Son Chai, hai người thân mật khoác tay nhau. Son Chai vừa nhìn thấy Lin thì muốn kéo cô ra ngoài để giải thích cho rõ, nhưng cô cũng chẳng nghe được câu nào nữa. Pan lúc này cũng chạy tới khoác tay anh. Lin thấy hai người tình tứ thân mật thì cũng buồn bã bỏ đi. Nhìn thấy cô như vậy càng khiến Son Chai cảm thấy khó chịu, cả quãng đường đi với bạn gái giả cũng chẳng cười nói nổi một câu, đến chụp một bức hình cũng cảm giác đầy gượng ép. Tối đó Lin về nhà thì thấy mẹ lại đến tìm, tất cả những lần bà ta tìm tới cô đều chỉ để mượn tiền. Lần này, bà ta mượn cô 10.000 bạt để chữa bệnh cho con gái, Lily. Khi Son Chai về nhà thì thấy cô đang ôm gối khóc, vừa thấy anh hỏi thì cô vội lau nước mắt, còn đòi đuổi anh đi đến chỗ của Pan, cô ta giàu có, chỗ ở cũng rộng rãi, lại còn là bạn gái anh. Son Chai bực mình, nói nếu cô đã muốn, anh sẽ đi nhưng trước hết phải trả anh số tiền chuộc nhẫn. Hóa ra, số tiền đó Lin đã vay tạm mà không nói với anh để đưa cho mẹ mình, bị phát hiện thì cô nói mình nhất định sẽ trả lại. Để kiếm thêm tiền, lúc giới thiệu cho cô một công việc ở công viên giải trí. Trùng hợp sao, cặp tình nhân Son Chai và Pan Pan cũng đến đây chơi. Lin trong bộ đồ linh vật cố tình chọc phá họ thì bị một nhân viên khác nhắc nhở. Sau đó, cả ba lại đụng độ nhau trong nhà ma. Lần này, vì bọn trẻ con nghịch ngợm mà Son Chai và Lin đã lạc mất nhau, Lin một mình lạc trong nhà ma sợ hãi ngồi một góc, ôm gối nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Cũng may nam chính kịp thời xuất hiện, đưa cô ra ngoài. Son Chai mới biết được lý do Lin ghét công viên giải trí và ghét nhà ma đến vậy, tất cả là tại người mẹ tàn nhẫn của cô. Nữ chính là kết quả của một đêm không kiểm soát của mẹ cô. Sau khi sinh con gái ra, bà ta chưa một lần nuôi con tử tế, bỏ cô lại trong nhà ma, sau khi tái hôn thì đuổi cô ra khỏi ký túc, một mình Lin tự bươn chải đến tận ngày hôm nay. Son Chai an ủi cô, số tiền cô đã lấy của anh để đưa cho mẹ cũng không cần nữa, chỉ cần cô sau này có chuyện gì hãy thẳng thắn với anh là được. Lin sau đó kết thúc ca làm thì ra về, Pan Pan tiếp tục đưa Son Chai đi ăn, đi chơi đến tối mới lái xe đưa anh về. Khi cô ta tiến về phía anh định hôn thì anh Thong xuất hiện, kịp thời đưa Son Chai đi. Đến nơi không còn ai nữa, anh Thong mới để cậu xuống. Nhờ lần nói chuyện này, Son Chai phát hiện anh ấy chính là vị thiên thần đem lòng yêu con người rồi hạ phàm trong truyền thuyết. Cả hai vui mừng ôm lấy nhau, bờ ra trao. Thiên thần cảnh sát từ đâu chui ra đòi bắt anh Thong đi vì vi phạm luật thiên đàng. Anh Thong và Son Chai phối hợp chạy trốn khỏi thiên thần cảnh sát. Anh Thong còn nói, sau này, nếu nam chính lấy lại được nhẫn, anh sẽ giúp cậu hoán đổi quyền năng. Trước mắt, anh ấy vẫn cần chiếc nhẫn để tiếp tục tìm cô gái mình yêu. Trước khi đi, anh còn dặn nam chính đừng hôn ai vì với thiên thần, nụ hôn chính là một lời nguyền có thể xóa ký ức người đối diện. Ngày hôm sau, Son Chai được book cho một hoạt động từ thiện ở trung tâm thương mại. Pan Pan cũng có mặt ở đó và còn sẵn sàng chi rất nhiều tiền để được hôn anh. Nam chính nhớ lại lời anh Thong liền từ chối, MC khéo léo chữa cháy, để Pan hôn lên má anh. Lin vì nhìn thấy cảnh này mà vô cùng đau lòng, hẹn gặp lúc rồi còn uống say để Son Chai phải đến đón về, trên đường về còn liên tục làm loạn, ăn nói liên thiên. Cô cũng thừa nhận việc mình ghen khi thấy Pan Pan và Son Chai hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm sau, chị Nam Nưng lại dẫn anh đi làm, lần này được mời đóng quảng cáo. Mới đầu thấy các cô gái ở bể bơi ăn mặc mát mẻ, anh còn không dám nhìn nhưng quay lại bắt gặp nữ chính là Lin thì bất ngờ. Anh nghiêm túc gọi Lin lên bờ, còn lấy áo cho cô che lại. Hai người kéo nhau tới một chỗ vắng để nói chuyện, Son Chai không hiểu sao cô lại phải làm công việc này, còn bị bắt ăn mặc hở hang như vậy. Lin cũng không chịu thua, cô chất vấn anh có thể ôm, hôn người con gái khác còn cô thì không thể ăn mặc vậy à, hơn nữa công việc này còn giúp cô kiếm tiền, rất nhiều tiền. Nói xong thì cô ném trả anh áo rồi bỏ đi. Son Chai nhìn Lin trong máy quay mà sốt hết cả ruột, cứ đoạn nào có cô là anh lại che mắt mọi người hoặc che màn hình. Đến cảnh quan trọng nhất, đạo diễn vừa giải thích vừa nhìn anh, Son Chai biết chuyện phải hôn thì muốn quay xe nhưng đã không kịp. Cuối cùng, sau vài lần quay thì cũng hoàn thành, vừa xong một cái, Son Chai đã vội vàng kiểm tra trí nhớ cô, phát hiện Lin vẫn như bình thường. Trên đường về, anh mới kể với cô chuyện nụ hôn có thể khiến thiên thần mất trí nhớ nên anh mới phải cẩn thận như vậy. Son Chai tự tin mình đã đọc rất nhiều nghiên cứu về con người, anh rất hiểu họ. Ở trường, giáo viên gọi riêng Lin để nhắc nhở vì thành tích học tập tiếp tục sa sút, cứ cái đà này, không những không thể lấy học bổng mà còn có khả năng bị đuổi học. Còn số tiền học phí cô nợ nữa, nếu không nhanh chóng thanh khoản thì cũng không thể tới trường nữa. Vì chuyện này mà cô lo lắng không thôi, Pan và Son Chai hẹn hò thì bắt gặp Lúc và Lin đang ở cùng nhau. Tối đó, hai người về nhà thì cành cựa nhau, nam chính tức quá không nhịn được liền bật dậy nhắc nhở cô, Lúc không phải tên tốt đẹp gì, lần trước còn định giở trò với cô đấy. Nhưng Lin nhất định không nghe, thành ra mối quan hệ hai người lại càng lạnh nhạt. Ngày hôm sau, Son Chai đến chỗ làm của Lin, nhìn thấy cô vất vả như vậy, lại thêm Nam Nưng bên cạnh nói, chị chưa từng thấy ai vất vả như vậy. Từ lúc gặp Lin đến bây giờ, chưa thấy ngày nào của cô dễ dàng cả, không hiểu sao cô vẫn kiên cường đến vậy. Tối đó, Son Chai đến bên Lin,
Sự xuất hiện của anh như một bảo chứng an ủi, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhưng anh cảm thấy chính mình không ổn rồi, liền ra ngoài tìm anh Thong. Theo kinh nghiệm dày dặn của anh ấy, thì đây chính là thứ anh gọi là yêu. Giống như câu chuyện của anh Thong với người con gái ở trần gian tên Du Giao, định mệnh đã sắp đặt họ gặp nhau, cho họ yêu nhau rồi lại khiến họ xa cách. Anh vẫn nhớ Du Giao thích sữa dừa và thịt xiên có chút mỡ, vì thế anh mới mở quán ăn này, đi khắp nơi với hy vọng tìm lại người con gái đó. Song trai trở về nhà, lần này thì khó mà tập trung vô việc gì được, ánh mắt cứ vô thức nhìn lên Lin ngồi đối diện. Sáng hôm sau, nam chính nằng nặc kéo cô đến nhà mẹ đẻ để đòi lại tiền. Nhưng vừa thấy Lin ngoài cửa, bà ta đã nói không có tiền rồi đuổi họ đi. Khi nữ chính cố đẩy cửa bước vào thì thấy gia đình họ đang quây quần hạnh phúc mừng sinh nhật con gái chứ không hề có chuyện bị bệnh như mẹ cô nói lúc đến vay tiền. Người chồng mới của bà ta còn đứng ra chỉ trích Lin có bạn trai nên đến vòi tiền mẹ để nuôi trai đúng không? Son trai mới tức giận nói Lin chưa từng ngửa tay xin tiền, ngược lại mới đúng. Mẹ cô ái ngại nhìn chồng, vẫn còn lớn giọng chất vấn ngược lại con gái. Lin đau lòng chết chân tại chỗ, nam chính không kéo cô đi thì chắc Lin đã bị nhấn chìm trong nước bọt và lời chửi rủa rồi. Ban thấy người yêu mình gần gũi với người con gái khác thì tỏ ra không vui, còn cảnh cáo Lin đừng có mà đào mỏ người yêu mình nữa. Lời này đã thực sự chạm vào tự ái của cô, nữ chính quyết định đi vay nặng lãi chứ không nhờ nam chính giúp đỡ. Cô chấp nhận vay 20.000 bạt với lãi suất 20% chỉ cần có tiền để trang trải. Pan Pan lúc này đang ngồi ở quán anh Thong, cô thắc mắc vì sao mình đã làm đủ cách, mua bùa, đeo vòng tình duyên, cách nào cũng thử mà vẫn không khiến son trai yêu mình. Nhưng cô vẫn có niềm tin sâu đậm vào thứ gọi là định mệnh tri kỷ. Để trả lãi cho số tiền mình đã vay, ngày nào Lin cũng làm đến 3-4 công việc, mỗi ngày kiếm đủ 1.000 bạt trả tiền lãi. Tới nỗi bản thân bị bệnh vẫn cố đi làm, chỉ đến khi cô mệt đến mức sắp ngất xỉu. Trong suốt 2 ngày đó, son trai đã luôn túc trực bên cạnh, lo lắng cho cô. Lin vừa khỏi bệnh thì chủ nợ đã tìm đến nơi, vì không đủ tiền mà bọn chúng muốn lục đồ của cô. Son trai đi qua thấy cảnh này vội lao tới giải cứu, còn kéo cô chạy ra ngoài. Hai người vừa chạy ra đường lớn thì đã gặp anh Thong cũng đang chạy khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Mới vài phút trước, Bờ Gia Chao còn đang truy tìm anh ở chỗ anh hay mở quán. Mọi người nghe anh ta làm nhảm về cái gọi là thiên thần thì quay mặt bỏ đi. Bây giờ, họ đang rượt đuổi nhau trên đường lớn, đến tận khi xe hết xăng, không thể đi tiếp mới dừng lại, lúc này đã đến bên bờ biển. Anh Thong đang đi tìm xăng, Son Trai và Lin cũng bước xuống xe, nhìn ngắm cảnh biển như trong bức tranh tường trước mắt. Son Trai động viên Lin, mọi chuyện dù có tồi tệ cũng sẽ không thể nào đến mức tuyệt vọng nó giống như cơn mưa, rồi cũng sẽ qua thôi. Anh Thong từ xa dùng phép thuật tạo ra cầu vồng thì bị Bờ Gia Chao bắt lại. Không ngờ lần này thiên thần cảnh sát lại cho anh cơ hội, trong vòng 1 tháng thực hiện nốt mong ước, tìm được cô gái tên Du Giao. Tối đó, Pan đợi hai người trở về thì lại đứng ra cảnh cáo Lin nên biết điều một chút mà tránh xa bạn trai cô ra. Nhưng lần này, Son Trai đã đứng về phía nữ chính, nắm tay cô nói hết sự thật. Pan tức giận dọa sẽ mách bà chủ nhà nhưng anh cũng không sợ. Chỉ còn mình Pan suy nghĩ về những gì đã trải qua, cô trở về nhà trọ, nhìn thấy bác Pat thì định mở lời nhưng đắn đo một lúc cô lại quyết định không nói ra. Gặp lại Son Trai ở trung tâm thương mại, cô cũng nói mình sẽ không thích anh nữa mà sẽ chỉ là fan của anh thôi. Vừa lên đến cầu thang, Lin đã bị chủ nợ gọi đòi tiền. Lần này, nam chính đã nói cô hãy dùng số tiền của anh để trả nợ, nhờ vậy mà Lin cũng nhẹ gánh được phần nào. Sau việc này, nam nữ chính cũng ngày càng thân thiết nhau hơn. Sắp tới là ngày tổ chức cuộc thi Angel Boy, Son Trai sẽ tham gia cuộc thi để giành được tiền thưởng cao nhất về giúp đỡ cuộc sống của họ tốt hơn. Để luyện tập cho cuộc thi, Lin đã đưa anh vào một chế độ tập luyện và ăn uống nghiêm khắc, đó cũng là những ngày tháng hạnh phúc hai người trải qua bên nhau. Ngày đầu tiên tham gia cuộc thi, nam chính đụng độ một đối thủ cạnh tranh đáng gờm, Mungon, hắn ta có kinh nghiệm hơn Son Trai ngây ngô rất nhiều, vừa xuất hiện đã khiến đám con gái hú hét. Pan Pan thực hiện đúng lời hứa làm fan, huy động các chị em vào vote cho idol của lòng mình đứng thứ nhất bảng xếp hạng. Các vòng tiếp theo, Son Trai nhìn thế mà cũng thể hiện đâu ra đấy, ghi điểm cả phần nhìn lẫn phần nghe. Đặc biệt phần interview nốt mic rồm rục khiến mọi người gật gù. Những người khác không biết chứ Pan Pan biết rõ cô gái mà Son Trai nhắc đến khi trả lời phỏng vấn là ai, vì thế cô đau lòng rời đi. Khi anh đuổi theo, cô hỏi có phải anh thích Lin không, thiên thần này vẫn nhớ những quy định trên thiên đàng, nói không hề. Pan ôm lấy anh coi như một lời tạm biệt. Ở vòng thi cuối cùng, các chàng trai cùng thi nhau xem ai tìm được nhiều cánh thiên thần quanh trung tâm thương mại nhất. Những chàng trai trẻ đẹp, thân hình khỏe khoắn thi đua trong trung tâm thương mại thật vui mắt quá đi à. Son Trai hiền lành nên toàn để người ta đi trước một bước, gặp em bé trên đường cũng dừng lại giúp đỡ. Những người đợi tại nơi tổ chức đã thấy các chàng trai lần lượt về đích, Lin vẫn ngóng xem Son Trai đang ở đâu. Đúng lúc này, anh bế theo một đứa bé chạy vào, mượn MIC từ tay chị dẫn chương trình để tìm mẹ của đứa bé. MC vội vàng chạy tới chỗ đứa bé, lấy từ trong mũ bé ra một cái cánh màu vàng. Hóa ra đây là sự sắp xếp của chương trình để thử thách lòng nhân ái của người tham gia, cánh thiên thần vàng đã giúp Son Trai giành được vị trí cao nhất. Chị Nam Nương lần này cũng không lấy tiền phần trăm mà đưa toàn bộ tiền thưởng cho nam chính. Anh không giữ lại một đồng mà đưa hết cho Lin, để cô về nhà trước còn mình thì đi làm chút việc. Chiều hôm đó, khi đang làm phục vụ tại nhà hàng, Lin gặp một quý bà giàu có khó ưa với hai đứa con siêu quậy.
con bà ta nghịch ngợm ảnh hưởng đến quán, còn tè ra quán gây mất vệ sinh nhưng bà ta vẫn cháu nó trẻ con không biết gì đâu. Nhưng Lin thì biết điều này là sai rành rành nhưng con mụ kia còn lên giọng bắt cô dọn dẹp, nữ chính không chịu. Quản lý đứng ra giải quyết, xin lỗi bà khách kia rồi đuổi việc Lin. Điều khiến cô buồn nhất là mẹ cô cũng đi cùng bà ta nhưng từ đầu tới cuối không nói gì, còn dùng tiền làm nhục cô. Trên đường về nhà, Lin đã bị hai tên cướp bám đuôi, đến chỗ vắng vẻ, bọn chúng chặn đường cô, đòi đưa tiền ra. Tất nhiên là cô không chịu, còn lấy dao trong túi ra tự vệ. Nhưng bọn chúng không sợ, tên đàn ông to cao dễ dàng cướp dao trên tay cô. Khó khăn lắm cô mới chạy thoát được cũng bị chúng lôi đến một góc. Sau khi cướp hết tiền thì còn định giở trò đối bại với cô. Song trai trên đường về thì bắt gặp con dao quen thuộc, anh linh cảm nữ chính không ổn liền đi tìm cô. Khi đến nơi, thấy hai tên khốn nạn kia đang định cưỡng bức cô thì vội lao tới ngăn cản. Song trai không thể địch lại hai tên kia nhưng nhất quyết dùng thân mình bảo vệ cho Lin, vì thế mà anh bị đánh đến máu me be bét. Lin vất vả đưa anh về nhà, anh không những không trách cô mà còn đưa cô tờ tiền quen thuộc. Nhưng Son trai bị thương nặng đến phát sốt, phải đưa vào cấp cứu trong đêm. Tuy không bị gãy cái xương nào nhưng vẫn cần ở lại viện để theo dõi thêm và chụp CT não xem có chấn thương bên trong không. Vì để kiếm tiền chữa trị và viện phí cho anh, Lin đã gọi cho Lúc, đồng ý đi theo làm việc. Lần đầu tiên thực hiện trộm cắp, Lin trang điểm ăn mặc xinh đẹp được anh dẫn đến quán bar. Lợi dụng những vị khách bất cẩn, trộm đi điện thoại. Nhờ có công việc thất đức này mà cô mới có đủ tiền viện cho Son trai. Ngày hôm sau, nam chính tỉnh dậy. Điều đầu tiên anh lo lắng chính là viện phí nơi này chắc hẳn rất đắt nhưng Lin đã dặn anh cứ yên tâm, cô đã tìm được một công việc mới. Những ngày sau đó, cô tiếp tục tham gia những vụ trộm cùng Lúc, rất may tất cả đều chót lọt. Ngày Son trai xuất viện, hai người gặp Pan trên cầu thang, cô lo lắng nói mình sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào hai người cần. Chưa ngồi được ấm chỗ thì lại có người gõ cửa, lần này là mẹ Lin tìm tới. Không phải vì bà ta nhớ nhung gì con gái mà đến hỏi thăm, mà thuyết phục cô rút đơn tố cáo khách hàng của bà ta. Lin đau khổ như bị sát muối vào vết thương, cô hỏi bà ta đã bao giờ yêu cô hay chưa? Có nhớ lần cuối ôm cô là khi nào không? Cô vạch áo cho bà ta xem những vết thương trên bụng mình, nhắc cho bà ta biết bà ta đã khiến đời cô thê thảm như thế. Vì thế, nhất định cô sẽ không rút đơn kiện đâu. Bà ta đứng nhìn con gái rời đi nhưng cũng chỉ có thể rơi nước mắt. Ngày hôm sau, Lin gặp mẹ cùng bà khách hàng khó tính ở đồn cảnh sát. Không biết đêm qua cô nghĩ gì mà nay đã quyết định rút lại đơn khởi tố. Nhưng mụ ta không đơn giản chấp nhận như vậy. Khi gặp riêng ở một góc vắng, bà ta bắt nữ chính quỳ xuống xin lỗi, còn tát cô. Nữ chính nhịn nhục làm theo, bà mẹ ở bên cạnh chỉ biết đứng nhìn. Bà ô gia thai còn không biết sai mà nói đáng ra nên cử mấy tên độc ác hơn đến dạy dỗ cô. Thì ra lũ cướp tối qua là do bà ta cử tới. Son trai thấy Lin buồn bà thì tiến tới an ủi cô, anh ôm cô, anh hứa khi nào trở lại thiên đàng, nhất định sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh thong suốt một tháng cùng bờ gia trao vừa bán thịt xiên vừa đi khắp nơi để tìm đu dao. Hôm nay, anh Thong vẫn bán hàng đắt khách như mọi lần thì thấy Son trai thất thểu đi tới. Dạo gần đây anh cảm thấy rất kỳ lạ, cảm giác buồn bã, khó chịu còn có tim đập nhanh, đó phải chăng là tình yêu? Nam chính lắc đầu phủ nhận, anh không thể vi phạm luật thiên đình được. Lúc đi về, anh va phải Lin đang chạy trốn. Hôm nay, cô vẫn ra ngoài theo Lúc để ăn trộm nhưng vô tình bị bắt gặp, tệ hơn còn bị người ta dán hình tìm kiếm. Son trai đã được xuất viện nhưng chi phí ăn ở thì vẫn như vậy, thậm chí chỉ có mình Lin cáng đáng tài chính. Lin rủ Son trai đang đói mốc mồm đi ăn. Cả hai dùng bữa tại một nhà hàng đắt tiền, ăn đến no căng cả bụng. Nhân lúc Son trai đi vệ sinh, Lin lấy ra cái túi có sẵn con rán để vào trong bát rồi gọi cho quản lý. Nam chính thấy vậy thì muốn ra tay ngăn cản nhưng không được. Lin cố tình làm to chuyện, quản lý không muốn ảnh hưởng đến những khách hàng khác nên bảo sẽ miễn phí cho họ. Son trai kéo tay cô về nhà, không vui vì hành động của cô tại nhà hàng, Lin hết sức chịu đựng nói ra những bức bối trong lòng. Cô thú nhận mình đã ăn cắp, tất cả số tiền họ có, cả số tiền trả tiền viện phí cho anh cũng đều nhờ ăn cắp. Nếu cảm thấy là cô xấu xa như vậy thì sao không đi đi? Son trai bị nói chết chân tại chỗ, anh tìm thấy trong tủ đồ có một cuốn sổ của Lin, trong đó đều là những khoản nợ và những lần cô ăn cắp để lấy tiền. Anh đau khổ cầm quyển sổ, cuối cùng để lại một bức thư rồi bỏ đi. Khi Lin quay lại thì Son trai đã không còn ở đó, cô vội vã chạy đi tìm khắp nơi. Người cô đang tìm thì đang co ro trong công viên, vừa bị một tên vô gia cư chấn lột còn bị Lúc bắt gặp. Hắn ta đi đến nói rằng Lin đang ăn mừng vì Son trai bỏ đi khiến anh buồn lại càng thêm buồn. Sau ngày hôm đó, Lin vẫn tiếp tục ăn trộm và bị bắt gặp, cô thú nhận với Lúc mình không muốn làm nữa. Anh ta liền giới thiệu cho cô việc mới. Lần này, Lúc lại dẫn cô vào quán bar, nhưng không phải để ăn trộm như lần trước mà để làm gái bán hoa. Son trai từ sau hôm đó thì không có mặt mũi nào về nhà, đành ở nhờ chỗ anh Thong. Anh cũng cố đi tìm việc làm nhưng với gương mặt vẫn bị thương thì chẳng có cửa hàng nào dám nhận. Son trai lại tới tìm chị Nam Nưng, tình cờ nhìn thấy tấm bảng báo tin tuyển nhân viên thì cũng xung phong làm việc. Công việc nhân viên phục vụ cũng không dễ dàng gì, Son trai lần đầu làm việc nên còn lóng ngóng. Khi thì làm đổ đồ, vỡ bát đũa, không kịp order cho khách. Cuối cùng, một ngày công trừ hết các khoản đền bù tổn thất thì chẳng còn bao nhiêu. Anh Thong nhìn chàng trai ngờ nghịch trước mặt, lắc đầu thở dài. Đúng lúc này,
thiên thần cảnh sát Bờ Ra Giao hớt hải chạy đến, báo tin Lin đang ở quán bar, còn bị người ta ép uống rất nhiều rượu. Son Chai nghe vậy vội vàng cùng anh Thong chạy theo cảnh sát thiên thần tới nơi cô làm việc. Lin bên này liên tục bị ép uống rượu đến mức bụng dạ khó chịu, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Tên đàn ông bên cạnh cũng đi theo kè kè bên cạnh, thấy Lin đi ra không tỉnh táo thì đỡ cô ngồi xuống ghế, nhân lúc không có ai định giở trò đổi bại. Lin sợ hãi chống cự, đúng lúc Son Chai cùng anh Thong và Bờ Ra Giao chạy tới, nam chính vội đẩy tên kia ra khỏi người Lin. Tên Sở Khanh nghe thấy Son Chai là bạn trai cô cũng không ép buộc nữa mà rời đi. Lin nói mình vì bất đắc dĩ, vì phải trả nợ, rồi đóng tiền học phí nữa nên mới làm công việc này. Son Chai thương xót nắm lấy tay cô, từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ ở bên nhau. Trong lúc đợi Lin đi thay đồ, Son Chai tới chỗ Lúc, đấm hắn nổ đom đóm mắt, cảnh cáo đừng bao giờ lại gần Lin nữa rồi rời đi. Phút trước hùng hổ là thế, vừa ra khỏi cửa đã lo lắng mình làm chuyện tổn phước, nhưng Bờ Ra Giao nói không cần lo, vì tên Lúc không phải là người mà là ác quỷ. Sau ngày hôm đó, Lin quyết tâm làm lại, cô cùng Son Chai kiếm thêm công việc, chăm chỉ tích góp từng đồng nhỏ nhất, gom tiền trả nợ. Những con số nợ nần cũng đã giảm đi rất nhiều, nhưng trả hết số nợ thì tiền cũng chỉ còn 100 bạt. Lin đi qua quầy bánh mì, tay chân tay máy lại muốn nhặt tạm bỏ túi, cũng may Son Chai ở bên cạnh ngăn cản kịp thời, mới không để cô lún sâu hơn vào tội lỗi. Anh Thong cất công bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng tìm ra hình dáng người con gái mình yêu, vì thế, anh luôn dõi theo cô ở khắp mọi nơi, lúc cô đọc sách, chỉ hơi nhăn mặt vì nóng Thong đã vội vàng dùng phép thuật tạo gió rồi dùng mây che đi ánh nắng oi bức của mặt trời. Lin vừa trả nợ cho mấy tên giang hồ thì bác Bát tới đòi tiền thuê nhà. Cô chỉ có thể hứa sẽ cố gắng nhanh nhất kiếm tiền trả. Nhưng không biết cách gì mà vừa quay lại, cô đã nói với Son Chai mình có tiền trả nợ. Cô đưa cho bác Bát 5.000 bạt, lúc tìm tiền trả lại, bác ấy mới phát hiện mình làm mất tiền. Hóa ra, lúc đến tìm Lin, cô để ý thấy chỗ tiền hở ra trong túi, nhân lúc bác ấy không để ý thì lấy mất. Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhưng ngày hôm sau Lin và Son Chai bắt gặp bác Bát đang xách đồ rời đi. Hóa ra, chủ nhà nghi ngờ bác ấy lấy trộm tiền, chính là số tiền đã mất kia, vì thế muốn đuổi bà đi. Lin nhìn thấy bác Bát như vậy mới nhận ra hành vi của mình đã gây ảnh hưởng và tội lỗi đến nhường nào. Cô lấy điện thoại trên tay bà ấy, giải thích với chủ nhà, còn hứa sẽ cố gắng trả lại sớm nhất có thể. Lin cứ tưởng Son Chai vì chuyện này mà mắng cô nhưng anh chỉ im lặng đi bên cô, còn nói là anh mừng vì cô đã nói ra sự thật. Đúng lúc này, Lin nhìn thấy một cái điện thoại ai đó bỏ quên trên ghế đá, đang định tắt máy bán lấy tiền trả tiền nhà thì số điện thoại có lưu tên bố gọi tới. Đầu dây bên kia, một người đàn ông đau đớn cầu cứu. Không nghĩ nhiều, cô vội kéo tay Son Chai đến nhà người đàn ông, tìm được ông ấy ngã dưới sàn vội vàng đưa đến bệnh viện. Lúc này, chủ nhân điện thoại gọi tới hỏi thăm tình hình, nữ chính nói cho cô biết họ đang ở trước cửa phòng bệnh. Hóa ra chủ nhân của chiếc điện thoại là Pan Pan, nhờ có Lin và Son Chai mà bố cô đã qua cơn nguy kịch, vì thế cô ấy mua cho họ rất nhiều đồ ăn. Mải lo chuyện bố của Pan Pan mà Lin và Son Chai quên bén mất chuyện tiền thuê nhà, cũng may Pan đã giúp họ trả trước. Lin hứa sẽ nhanh chóng trả lại cho cô. Pan Pan nói từ từ có rồi trả cũng được, cô còn rủ Lin nếu tiện đường thì cùng cô đi chung đi. Những ngày Lin vắng mặt vì phải đi làm, Pan Pan giúp bạn điểm danh, còn ghi chép lại bài giúp cô, tốt bụng đề nghị sẽ dạy phụ đạo môn luật pháp. Sau nhiều ngày ngắm nhìn Du Giao từ xa, anh Thong quyết định thổ lộ lòng mình, hát cho cô một bài hát họ từng thích và kể lại những chuyện từng xảy ra giữa họ ở kiếp trước. Cô gái có ngoại hình giống với người yêu kiếp trước của anh không những không cảm động mà còn thẳng thừng từ chối. Pan Pan từ xa đi lại thấy cô gái kia miệt thị ngoại hình anh Thong thì tiến tới ngăn cản, dù có xinh đẹp thì cũng đừng cho mình cái quyền chê bai người khác vậy chứ. Vì chuyện này mà anh Thong buồn đến nỗi không mở quán. Anh nhớ lại năm xưa mình cũng từng bỏ lỡ Du Giao do bị bắt về thiên đàng đi đầy vài ngày. Nhưng vài ngày trên trời tưởng ngắn lại bằng vài chục năm dưới hạ giới, khi anh trở lại tìm cô thì cô đã qua đời vì bệnh lao phổi. Trước khi đi, cô có viết một lá thư cho anh và một băng hát bài cô thích. Anh nghe bài hát mà bật khóc nức nở. Nhưng điều không ngờ tới nhất là Pan Pan, cô đến an ủi anh, còn mua cho anh đồ ăn và bánh nữa. Những lời cô ấy nói với anh Thong giống hệt những gì Du Giao từng nói kiếp trước. Tối đó, ký túc của Pan Pan bị cháy, cũng may anh Thong kịp thời tới, làm mưa xuống rồi lao vào trong cứu cô. Giống hệt những gì ở kiếp trước, Pan Pan mở mắt, câu đầu tiên cô gọi là gọi tên anh Thong. Bây giờ anh mới biết, đây mới chính là Du Giao mà anh tìm kiếm bấy lâu. Từ sở thích ăn thịt xiên nướng, uống sữa dừa đến câu nói, em rất giỏi chờ đợi đều giống hệt Du Giao kiếp trước. Khi cô tỉnh dậy, không còn nhớ gì trước đó nữa, chỉ còn nhớ trong giấc mơ mình đã gặp một người bạn tri kỷ, anh ấy vừa cao lớn lại rất ấm áp. Dù cô ấy không nhớ ra mình, nhưng được gặp lại Du Giao thôi anh Thong đã rất hạnh phúc rồi. Anh đã thực hiện được mong ước, vì vậy đồng ý theo Bờ Ra Trao về chịu tội. Nhưng anh cảnh sát đa sầu đa cảm này lại không nỡ chia cắt đôi uyên ương, tại sao không ở lại cùng cô ấy sống một cuộc đời hạnh phúc. Bờ Ra Trao chỉ thu hồi nhẫn rồi từ biệt người bạn của mình để quay về. Lin vẫn không tin được hai người họ lại là bạn tâm giao. Vừa về đến nơi thì bác Bát báo có chị gái đến tìm, vừa nghe thấy thì cô cũng biết đó là ai. Lin chần chờ hồi lâu bên ngoài, quay lại nhìn Son Chai như đợi lời động viên từ anh. Anh gật đầu thì cô mới bước vào, mẹ đã ngồi đợi ở đó.
Hiếm hoi có lần bà ta đến không phải đòi tiền mà để hỏi thăm cô sau khi biết tin chung cư cô ở bị cháy. Lin bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của bà ta thì vô cùng bất ngờ. Lần đầu tiên sau hơn 15 năm cô nghe chính miệng mẹ mình nói xin lỗi. Nữ chính cũng mềm lòng trước nước mắt của mẹ. Hai người ôm lấy nhau. Lin nói, mẹ biết con không thể giận mẹ lâu được mà. Mẹ của Lin cũng đã đến chỗ bà Ozathai, đưa ra đoạn ghi âm bà ta thú nhận đã thuê người đe dọa, cưỡng hiếp con gái mình để đòi lại tiền mà bọn chúng đã cướp. Ozathai còn dọa sẽ hủy hợp đồng nhưng với mẹ của Lin, tiền của con gái bà quan trọng hơn tiền của bà. Đó là lý do bà ở đây lúc này, trả lại số tiền vốn thuộc về Lin và Son Chai. Son Chai không nhận số tiền này, anh đưa cho Lin để cô trả tiền nhà, tiền học phí và các khoản sinh hoạt phí khác. Dù Son Chai nói anh thích cuộc sống ở đây nhưng Lin biết anh vẫn luôn muốn dành tiền chuộc lại nhẫn để quay lại thiên đàng. Nhìn cách Son Chai giữ gìn và đếm lại số tiền tiết kiệm để chuộc nhẫn, còn thiếu một nửa nữa. Khuôn mặt Son Chai cũng đã lành lại, công việc người mẫu lại một lần nữa có khởi đầu thuận lợi. Hôm nay, Son Chai có buổi chụp hình, nhưng lần này anh có thêm bạn diễn. Selena là bạn chụp hình cùng anh ngày hôm nay. Đó cũng là cô gái xinh đẹp hôm qua anh gặp ở quán thịt xiên nướng. Khi cô gái này vừa xuất hiện, nữ chính đã có một dự cảm không lành, mùi trà xanh, chắc chắn là như vậy rồi. Vì concept chụp ảnh là thiên thần và ác quỷ, Satan yêu cô gái thiên thần nên mọi bâu dáng của họ đều thân thiết vô cùng. Lin nhìn mà không thể rời mắt, một cảm giác khó chịu len lỏi trong trái tim cô. Lúc ngồi nghỉ, Selena cũng cố tình tiếp cận, thấy Lin không phải bạn gái anh còn cười vui vẻ. Điều khiến nữ chính không vui là chính Son Chai cũng có vẻ rất hứng thú với cô gái này. Đến cảnh cuối cùng, Selena lại càng bạo dạn, mặc sự chống cự của Son Chai cứ dán vào ngày một gần khiến nữ chính đứng ngoài xem cũng muốn thoát tim theo. Cũng may đạo diễn đứng ngoài hô cắt, không ngớt lời khen ngợi phản ứng của hai người. Riêng Son Chai vừa nghe câu cuối cùng của Selena vội đứng dậy đuổi theo cô ta nói gì đó đến nụ hôn của thiên thần. Khi Son Chai đuổi theo hỏi ý cô là sao thì cô ta gọi tên trên thiên đàng của anh, còn làm dáng chào của thiên thần. Selena tự giới thiệu mình cũng là một thiên thần và cô đã ngưỡng mộ tổng lãnh thiên thần rất lâu. Son Chai nhìn chiếc nhẫn trên tay cô thì càng chắc chắn hơn nữa, anh liền hỏi cô có thể giúp mình quay trở về thiên đàng được không. Nhưng Selena không giúp không công, nếu anh muốn cô ta đưa trở lại thiên đàng thì phải đồng ý cưới cô ta. Selena cũng không vội thúc giục, cô ta đưa cho anh một tờ danh thiếp rồi rời đi. Tối đó, Son Chai cứ ngắm nghía tờ danh thiếp của cô người mẫu ban sáng. Điện thoại của Lin đổ chuông, là số lạ. Vừa nghe máy thì đầu dây bên kia là Selena, cô ta muốn nhắc lời đề nghị Son Chai. Lin giữ tay Son Chai đang định đi, nhưng anh đã quyết phải nói chuyện với cô ta. Anh Thong và Bờ Gia Giao nghe được tin này thì cũng ủng hộ Son Chai đồng ý. Chỉ có Lin là dầu dĩ không thôi, cô kể lại chuyện gặp Selena cho Pan Pan nghe. Cô khuyên bạn mình nếu không muốn Son Chai đi thì hãy nói với anh ấy. Cô tin tình yêu có thể chiến thắng tất cả, kể cả loại trà xanh dai dẳng nhất. Selena lần này tìm tới tận chỗ ở của hai người để thuyết phục. Cô ta muốn Son Chai về bên mình, tận hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng hơn là chen chúc ở nơi chật hẹp ẩm ướt này. Nhưng nam chính nhất quyết từ chối lời đề nghị ghê tởm này. Vừa nói xong thì cơ thể yếu ớt của anh cũng nghiêng ngả, phải có Lin ở bên cạnh đứng lại mới không ngã. Nhưng Selena không bỏ cuộc, cô ta diễn lại cảnh chia cắt uyên ương thường thấy trong phim Hàn, đưa tiền để rời xa Son Chai. Dù Lin có cần tiền thật nhưng cô yêu Son Chai và sẽ không dễ dàng rời bỏ anh. Selena vừa rời đi thì sức chịu đựng của Son Chai cũng đến giới hạn, cũng may Lin kịp thời đỡ anh. Son Chai dù không muốn rời khỏi Lin nhưng anh không thể không đi. Sắp tới sẽ có nguyệt thực xảy ra, khi đó, cổng thiên đàng sẽ mở, hy vọng ai đó có thể thấy và đưa Son Chai trở lại thiên đàng. Lin quay về nhà thì thấy Son Chai ngồi giữa những ngọn nến, anh đang muốn gửi tín hiệu đến thiên đàng, còn dù cô cùng mình cầu nguyện. Nhưng Lin không thể, cô đang cầu nguyện cho anh ở lại đây vì cô đã yêu anh mất rồi. Cô hiếm khi yếu đuối cầu xin anh ở lại với cô, có ướt cùng ướt, có đau cùng đau. Nam chính ôm cô, hứa sẽ ở lại nơi đây. Nhưng sức khỏe Son Chai ngày một yếu, khuôn mặt nhợt nhạt còn ho ra máu. Lin muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh cứ sợ tốn tiền, nhất quyết không chịu đi. Selena gọi điện thoại cho Lin khi cô đang ở trường, lần này cô ta vẽ ra một kịch bản mới. Son Chai thực ra là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện tháng trước còn Selena là vợ chưa cưới của anh. Cô ta còn đưa Lin xem ảnh mình chụp chung với Son Chai và chiếc nhẫn trên tay cô chính là minh chứng cho điều đó. Lin khó tin vào những gì mình vừa nghe thấy, những chuyện từng xảy ra khi hai người bên nhau, những hành động và lời nói kỳ lạ của Son Chai, cô tự dặn lòng bình tĩnh, có thể là Selena đang cố gắng lừa cô. Nhưng Lin không thể gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mỗi khi cô nhìn thấy Son Chai, những hành động ngày thường của anh tưởng chừng đã quen nhưng giờ nghĩ lại cứ khiến cô bực dọc không thôi. Trở về nhà, Lin cứ nhìn chằm chằm Son Chai, còn bị anh trêu chọc có phải là bị vẻ đẹp này hút hồn rồi hay không? Lin nói, đôi lúc cô tự hỏi, có phải Son Chai đang lừa mình hay không? Nhưng nam chính biết thiên thần không thể nói dối, anh kể cho cô nghe về thiên đàng tuyệt đẹp mà không biết rằng trong mắt Lin anh đang giống như một kẻ tâm thần vậy. Lin còn đem chuyện này hỏi bạn thân Pan Pan, Son Chai đúng là tốt bụng, dễ thương cũng có chút ngờ nghệch, nhưng từ khi đến ở với Lin, anh ấy đúng là rất giống thần hộ mệnh của cô. Để chắc chắn cho suy đoán của mình, Lin dành cả tiếng trong thư viện tra cứu tin tức trên mạng, nhưng không có thông tin gì cả. Vì thế,
cô lại đến tìm Lúc để nhờ anh giúp mình hack vào dữ liệu của bệnh viện tâm thần để lấy thông tin hồ sơ của Son Trai. Lúc đồng ý giúp với điều kiện cô phải trả một cái giá xứng đáng, chính là tất cả số tiền cô có. Khi Lin trở về, mọi người đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cô. Lin hạnh phúc nhìn những người yêu thương mình ở đây, cùng cô đón sinh nhật và tặng cô những món quà quý giá. Son Trai cũng dành hẳn 500 bạt để gắp thành công con gấu bông đáng yêu cho cô. Lúc gọi điện cắt ngang bữa tiệc, hẹn Lin đến lấy hồ sơ. Tài liệu của Lúc đưa ra đúng là Son Trai là bệnh nhân tâm thần trốn viện, trong đó còn có ảnh chụp anh. Lúc bên cạnh nhân cơ hội đó bơm để khiến Lin khóc lại càng khóc to hơn. Đến lúc về nhà, cứ nhìn Son Trai là nước mắt cô lại không kiềm được. Cô nắm tay Son Trai, cảm ơn anh vì tất cả, vì đã xuất hiện, cho cô hy vọng. Nam chính nắm lại tay cô, lau đi nước mắt trên mặt cô, nói với cô rằng mình sẽ không quay trở lại thiên đàng. Cả hai đã cùng ôm nhau đi ngủ tối hôm đó. Ngày hôm sau, họ cùng nhau ra ngoài chơi, ăn kem ở xe kem quen thuộc, đi quanh công viên, chụp một bức ảnh cùng những người bạn tốt. Nhưng Lin vẫn lén rơi nước mắt một mình. Trên xe trở về, Son Trai vui vẻ với thịt xiên nướng mà không biết đường về nhà hôm nay không giống mọi khi. Đến một bệnh viện thì xuống xe, lúc này Selena cũng ra đón hai người. Lin nói đây là nhà của Lúc. Selena ôm anh, còn nói anh hãy quay lại đây để điều trị. Son Trai cố gắng giải thích nhưng không được. Lin đã hoàn toàn tin anh là bệnh nhân tâm thần cần được điều trị. Son Trai càng khẳng định mình là thiên thần, Lin càng tin anh bị điên. Cuối cùng, dù đau khổ nhưng cô cũng quay người rời đi. Suốt đường về, nhìn hình ảnh Son Trai bị giữ lại vẫn cố gọi tên cô, Lin không kiềm được nước mắt. Những con đường quen thuộc, vốn dĩ trước đây đều là hai người cùng nhau nhưng giờ cũng chỉ có một mình Lin mà thôi. Pan Pan tới tìm cô ăn thử thịt xiên mới của anh Thong, cô nói thật chuyện Son Trai bị điên. Nhưng khi Pan Pan hỏi cô thực sự tin Son Trai bị điên à thì cô lại nói mình không tin. Khi nhìn vào mắt anh, Lin tin rằng anh đang nói thật. Nhờ sự cổ vũ của bạn, Lin đã chạy ngay tới bệnh viện lúc sáng cô bỏ anh. Nhân viên ở đó nói không có bệnh nhân nào tên Mikan, cũng không có ai bỏ trốn khỏi đây. Lin như phát điên, chạy khắp nơi gọi tên Son Trai. Không tìm được anh, cô mới chạy tới chỗ anh Thong. Họ mới nói thật với cô, Son Trai không điên, anh ấy thực sự là thiên thần còn Lúc là ác quỷ. Lin đã bị ác quỷ thôi miên rồi, còn Selena và Lúc đã thông đồng để đưa thiên thần xuống địa ngục. Nguyệt thực sắp xảy ra rồi, họ cần hành động càng nhanh càng tốt. Nhưng chiếc nhẫn không những không lấy được, còn bị siết nợ ngay trong tối nay nếu không sẽ mất luôn. Lin phải chạy đi vay mượn khắp nơi, nhờ có sự giúp đỡ của Pan Pan, anh Thong và mẹ cô nữa mới gom đủ tiền chuộc nhẫn cho Son Trai. Nhưng tên chủ nợ lật lọng, chiếm luôn chiếc nhẫn. Son Trai tỉnh dậy thì thấy Selena đứng trước mặt mình, anh ta yêu cầu cô ta thả mình ra nếu không những thiên thần trên kia sẽ trừng phạt cô. Selena tiến lên tát anh rồi lùi lại, chớp mắt biến thành Lúc, dùng phép thuật hành hạ anh. Thiên thần không có nhẫn cũng trở nên vô dụng, Lúc từ từ hành hạ Son Trai. Nhìn anh đau đớn đến gục ngã mà không thể kháng cự khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Lúc này, Lin và anh Thong cùng Bờ Gia Giao cũng lên kế hoạch lẻn vào nhà tên chủ nợ để cướp lại chiếc nhẫn. Anh Thong bên ngoài thu hút sự chú ý của bọn chúng, Lin và Bờ Gia Giao lẻn vào trong nhà, cúp cầu giao điện rồi nhân lúc tên béo đi tắm, lấy chiếc nhẫn về. Mấy tên đàn em quan sát CCTV phát hiện ra có kẻ đột nhập vội vàng đuổi theo. Lin và thiên thần cảnh sát vừa chạy ra ngoài thì xe của anh Thong tới, họ vội vàng đến chỗ Lúc thường đến. Xe hỏng giữa đường, Lin vội vàng chạy bộ đến nơi. Nhìn thấy Lúc đang hành hạ Son Trai, hắn ta hỏi tại sao thiên đàng sướng như vậy không ở còn xuống đây làm gì. Nhưng tổng lãnh thiên thần Mikan tin cái ác sẽ không bao giờ thắng được cái thiện. Nguyệt thực ngày một gần kề đồng nghĩa với việc nỗi đau đớn của Son Trai ngày một thống khổ. Lin đến đúng lúc ác quỷ định kéo nam chính đi, Lúc nói hắn thích Lin, mê đắm cô, muốn đưa cô xuống địa ngục cùng nhưng cô lại chọn tên thiên thần vô dụng này. Hắn hành hạ Son Trai để Lin chứng kiến, nhìn cô gào thét đau khổ, cầu xin trong vô vọng khiến Lúc càng thích thú. Ngay khi hắn định tiễn cả hai người xuống địa ngục thì chiếc nhẫn của Son Trai được đưa tới. Trong phút chốc chiếc nhẫn về với chủ, anh cũng trở về hình dạng của mình. Lin nhìn anh đúng là thiên thần thật nhỉ. Son Trai có chiếc nhẫn quyền năng trong phút chốc muốn kết liễu Lúc nhưng nữ chính đã ngăn lại, không muốn anh phạm phải sai lầm. Những thiên thần khác lúc này mới phát hiện, Son Trai tức giận nói sẽ trách phạt bọn họ khi quay về nhưng trước tiên anh có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Anh dùng quyền năng của tổng lãnh thiên thần, ban phước lành cho anh Thong và Bờ Gia Giao. Cuối cùng, anh đưa Lin bay quanh thành phố, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, còn cùng cô nô đùa trên mặt nước. Họ dừng lại trên cây cầu ven biển, nơi hai người cùng từng nhau ngắm cầu vồng. Lin muốn giữ anh ở lại, cô muốn tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay anh. Cô hứa sẽ đối xử với anh thật tốt, chỉ cần anh ở lại bên cô. Nhưng tình yêu giữa người phàm và thiên thần là không thể, Son Trai cũng không thể từ bỏ trách nhiệm của mình. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi, anh ôm lấy nữ chính, cứ coi như họ đã có một giấc mơ đẹp đi. Trước khi rời đi, Son Trai muốn ôm cô ngủ một lần cuối, đêm đó, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Trước khi rời đi, anh hứa sẽ ban cho Lin một điều mà cô muốn, tiền bạc, quyền lực, phép thuật, gì cũng được nhưng thứ cô chọn lại là một nụ hôn. Son Trai nói nụ hôn đó sẽ mất đi ký ức nhưng Lin biết vậy mà vẫn chọn vì anh từng là nguồn sống, là hy vọng, là động lực của cô, vì thế, cô không muốn phải mãi sống trong cô đơn như vậy thà quên đi còn hơn. Cuối cùng, nụ hôn là thứ cuối cùng họ trao cho nhau.
Khi Lin mở mắt ra, cô chỉ nhớ mình đã có một giấc mơ rất đẹp, cảm giác như là thật vậy, một người đàn ông ấm áp, vui vẻ, khiến cô hạnh phúc. Nhưng việc không nhớ nổi anh ta cũng khiến cô bất lực muốn bật khóc. Mẹ Lin luôn túc trực bên giường cô, bà ấy đã thay cô trả hết nợ, cũng đều đặn gửi tiền chu cấp hàng tháng. Lin vẫn ở trong căn phòng cũ sập sệ ấy, cô vẫn luôn có một cảm giác quen thuộc, như có ai đó luôn ở cạnh khiến cô mỗi lần nghĩ đến lại vô thức rơi nước mắt. Som Chai trở về làm Mikala Salana Akit Adon, tổng lãnh thiên thần tiếp theo của thiên đàng. Nhưng từ khi trở về, ngày nào anh cũng tự nhốt mình trong phòng, theo dõi cuộc sống của Lin khiến thiên thần bên cạnh lo lắng nhắc nhở. Cậu không muốn tổng lãnh thiên thần lún quá sâu vào tình cảm của con người, hơn nữa gần đây có một vài thiên thần bắt đầu bàn tán chuyện Mikan yêu con người. Nhìn thấy Lin bị bắt nạt, còn bị mấy tên khốn cưỡng hiếp khiến Mikan suýt không kiềm chế nổi mà lao xuống trần gian, cũng may là có xe cảnh sát đến kịp. Lễ nhậm chức của Mikan cũng được ấn định, tổng lãnh thiên thần ghé qua khi biết anh đã phạm phải điều luật của thiên đàng, không những không của trách hay xử phạt mà còn cho đó là trải nghiệm tốt giúp anh hiểu con người hơn. Khi đứng trước các thiên thần, chuẩn bị nhận chức vị thiên thần tối cao, trong đầu nam chính vẫn tua đi tua lại những kỷ niệm khi còn bên Lin. Vì thế, anh đột ngột thay đổi quyết định. Trước tất cả những thiên thần có mặt ở đó, anh thú nhận mình đã vi phạm luật của thiên đàng khiến mọi người bất ngờ. Tổng lãnh thiên thần lên tiếng bênh vực Mikan, trải nghiệm sẽ khiến anh hiểu hơn về con người và hoàn thành trách nhiệm của mình tốt hơn. Nhưng anh vẫn muốn từ bỏ vị trí này, dù nó có quyền lực đến đâu hay bao nhiêu người thèm muốn vị trí này thì anh không cần. Lin vẫn trải qua những ngày thiếu bóng người mà cô không thể nhớ, nhưng nhờ có thiên thần hộ mệnh Som Chai, cuộc đời không còn quá nghiệt ngã với nữ chính nữa. Thành tích học tập của cô được cải thiện hơn nhiều, giành được học bổng. Anh Thong và Pan Pan cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau. Lin trở về thì nghe bác Pat kể có cháu trai bác đến giúp đỡ, sẽ sửa chữa mái nhà cho cô. Nữ chính về nhà thì phát hiện một con gấu bông xanh quen thuộc, đến cả ăn kem ven đường cũng trúng được cái máy sấy tóc. Khi đang tìm sách trong thư viện, cô vô tình phát hiện ra một bức ảnh của mình và một người đã bị che mờ mặt. Lin tìm đến anh Thong nhưng anh chỉ nói úp mở gì đó khiến cô nghi nghi. Khi nữ chính đang ở trên sân thượng thì nghe thấy tiếng động trong phòng, thì thấy một chàng trai đã ngồi trong phòng mình. Đó chính là cậu cháu trai cao, đẹp, ngầu mà bác Pat đã giới thiệu. Nam chính giả bộ đau đớn, bắt Lin phải dìu anh đi. Som Chai đã trở lại bên Lin. Các bạn nghĩ sao về mối tình giữa thiên thần và người phàm như này? Có ai cũng muốn gặp được thiên thần như Lin không nè? Còn đối với chúng mình, cứ bạn yêu nào thả tim là thiên thần rồi. Hẹn gặp các thiên thần ở những phần sau nha.